Mời các bạn đến với kênh YouTube của Mr. Guy. Chào tất cả mọi người, chủ đề ngày hôm nay đó chính là không có chủ đề gì hết. Và mình sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi mà các bạn đã đặt cho mình ở trên Instagram cũng như là trên YouTube. Và hy vọng rằng qua clip ngày hôm nay thì mọi người sẽ hiểu thêm được một chút về Mr. Guy. Và sau đây chúng ta hãy cùng bắt đầu với những câu hỏi mà các bạn đã dành cho mình nhé. Thông Nguyên có hỏi anh một câu, đó chính là: câu hỏi cho Guy là đã có bao nhiêu mối tình, giao phối đầu tiên lúc mấy tuổi và hiện tại có yêu ai không? À, anh Guy có cách nào để chăm sóc da khi mụn cho các đồng rậm, ý, đồng lộn, đồng bào không? Đây là nguyên văn câu hỏi của em ý. Nếu như mà mối tình chính thức của mình, có nghĩa là bạn ấy ngỏ lời là làm người yêu mình nhé và mình cũng đồng ý với bạn đấy, thì tổng cộng đến hiện tại bây giờ là 4 mối tình, 2 mối tình thời đại học và 2 mối tình mà khi mình đã tốt nghiệp rồi. Giao phối đầu tiên lúc mấy tuổi? Phải nói thật là lần đầu tiên mà mình bị hiếp đáng sợ lắm, cũng không như là bây giờ mà mạnh bạo để mà ngồi mà nói chuyện với mọi người đâu. Anh mất trinh năm 2012 gì đấy, là lúc đấy anh khoảng 20 tuổi, 20, 21 tuổi thì đấy, anh không nhớ rõ nữa. Quên rồi. Và hiện tại có yêu ai không? Không. Hiện tại bây giờ Mr. Guy đang là một người cô đơn, không có yêu ai hết. Anh Guy có cách nào chăm sóc da khi mụn cho các đồng dâm, ý lộn, đồng bào không? Em ơi này, nhìn thấy mụn anh này vãi cả đái ra đây này. Em thấy không? Chẳng qua là vì anh giọng tí bột vào nên nó mới đỡ thôi, chứ còn thực ra là anh cũng nhiều mụn lắm. Qua câu hỏi tiếp theo, em Karin Gun. Anh Guy nằm trên hay dưới, anh có đọc đam không? Nếu có đọc thì thích nhất thụ đa công hay nhất thụ nhất công? Bẻ công em trai có phải là điều chị gái nên làm? Trời ơi, nhìn mà không biết hay sao mà mọi người, rất nhiều người mà thắc mắc câu hỏi là ủa Mr. Guy nằm trên hay nằm dưới? Bộ nhìn mà không biết hay sao? Ủa mình tưởng là nhìn là biết ngay rồi chứ. Anh không đọc đam nhưng mà theo anh hiểu, nhất thụ đa công có nghĩa là một thụ và nhiều công, và nhất thụ nhất công có nghĩa là một thụ và một công, đúng không? Anh thích cái việc mà một một hơn, một người một, chứ không phải là threesome hay là group gì đấy anh không thích lắm. Bẻ công em trai có phải là điều chị gái nên làm không? Không. Nếu như mà em có cảm nhận điều gì đấy rằng là em trai của em có cái xu hướng là xu hướng gay một chút thì em hãy tâm sự và chia sẻ với nó nhiều hơn. Chứ còn thực ra là cái việc bẻ cong ấy là bất khả kháng nhá. Guinness Hard Milly có hỏi Mr. Guy một câu là: Mr. Guy đã khẩu giao bao giờ chưa? Lần đầu khẩu giao cảm giác thế nào? Bí quyết để ngậm trọn cả quả dưa leo trong miệng. Ok, khẩu giao chắc là ý của em là busku đúng không? Ok, Mr. Guy đã busku rồi. Thực ra là không thích lắm. Thực ra là đến hiện tại bây giờ thì mình cũng không thích school lắm, nhưng mà nếu như đối phương mà nhiệt tình thì mình sẽ ok, mình sẽ thoải mái hết. Bí quyết để ngậm trọn quả dưa leo trong miệng. Hôm nào một hôm nào đó Mr. Guy sẽ làm về một chủ đề rằng là hướng dẫn các chị em, các anh em, tất cả mọi người cách khẩu giao làm sao mà cho hiệu quả nhất. Hưng Đỗ Năng có hỏi Mr. Guy là: em có một vài câu hỏi mong anh giải đáp. Anh là top hay bot? Chiều dài thằng em của anh là bao nhiêu? So với độ dài trung bình của người Việt là dài hay ngắn? Em cảm ơn. Thì anh rất đẹp ạ. Ôi đáng yêu quá. Anh là top hay bot? Trời đất ơi, mọi người nhìn mà mọi người không phát hiện ra à? Trời đất ơi, ai? Mình tưởng là nhìn một cái là biết luôn, đỡ phải trả lời chứ. Chiều dài thằng em của anh là bao nhiêu? So với độ dài trung bình của người Việt là dài hay ngắn? Chiều dài của Mr. Guy là, nói ra đây thì hơi vô duyên thế, nhưng mà khoảng 15 đến 16 thì mình không bao giờ đo. So với độ dài trung bình của người Việt là dài hay ngắn? Có người thì khen dài, có người thì chê ngắn, nên là cũng chả biết là như nào, nhưng mà mình nghĩ là trung bình, cũng không quá là nghẹn họng hoặc là cũng không quá là bằng đấy, nhưng mà đại loại là vừa. Một câu hỏi tiếp theo của Nguyên Nấm Lùn: bạn bè và gia đình có chấp nhận không? Anh là thụ hay công? Anh sinh năm bao nhiêu? Anh có một điều may mắn. Anh nghĩ là mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau, thế nhưng mà đối với anh thì anh vô cùng may mắn khi có những người bạn xung quanh anh. Tất cả những người bạn thân của anh, những người bạn mà xung quanh anh đều chấp nhận anh và đều rất là thương anh. Câu hỏi tiếp theo, Queen có hỏi Mr. Guy là: có nên bẻ thẳng gay không? Gay có khả năng bẻ thẳng được không? Em không bao giờ bẻ được một bạn gay nếu như bạn ấy là gay. Và hãy quên ngay ý định, bỏ ngay ý định đấy đi. Điều không bao giờ có thể xảy ra được, nhớ nhá. Đừng có mà mất công làm gì, tốn thời gian ra. Anh là tiểu thụ hay đại thụ? Anh có công chưa? Huy Trương có hỏi anh một câu như thế. Anh là đại cổ thụ được chưa? DT Kim Ngan có hỏi Mr. Guy là: Mị hỏi dùm em trai nha, nó thích trai thẳng rồi. What? Giờ nên làm sao đây? Mình lo lắng khuyên nhủ mà không được.
bạn cho mình ý kiến với. Theo mình ấy, gai ấy không nên đụng đến gai thẳng, bởi vì là đối với từ bản thân mình suy ra thấy nó rất là viển vông và không có tương lai, cho nên là tốt nhất là dừng sớm được lúc nào thì hay lúc đấy, mình khuyên thật. Nói về mối tình đầu của mình đi gai, Cha Ze Farm. Mối tình đầu của Mr. Guy là năm cấp 3 mình thích một bạn, 3 năm cấp 3 liền và mình chỉ có thích bạn ấy thôi, và mình chỉ có yêu bạn ấy thôi, mình không nghĩ đến một ai khác. Bạn ấy cũng là một người rất là tốt bụng, có nghĩa là bạn là trai thẳng, thế nhưng mà bạn ấy vẫn nói chuyện với mình. Chắc là lúc đấy là bạn ấy biết mình thích bạn ấy nhưng mà bạn ấy vẫn cứ nói chuyện bình thường với mình ấy. Đấy thì đấy là mối tình đầu tiên 3 năm cấp 3 và vô cùng là buồn rầu và đau khổ. Từ năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 và đến hết năm nhất đại học thì mình mới quên được bạn ấy. Thật là đáng sợ. Một câu hỏi của Ben có hỏi Mr. Guy là: anh Guy là công hay thụ? Cách để ăn chọn một quả dưa chuột, nên quan hệ bao nhiêu lần một tuần là đủ? Anh quan hệ năm bao nhiêu tuổi? Anh đã có người yêu chưa? Anh đã bao nhiêu tuổi? Hỏi nhiều quá, cuối cùng là anh có thích em không? Anh sẽ trả lời từng câu hỏi một nhất. Lại câu hỏi là Mr. Guy là công hay thụ? Mr. Guy là top hay bot? Rồi mọi người ơi, nhìn đi, chả có một thằng top nào mà lại trang điểm như này hết, và lại đi lên YouTube để lại nói chuyện về những cái vấn đề này hết, thì thường top sẽ ngại hơn ấy, thì mình thì thoải mái hơn đấy, là thì nói ra là biết là trên hay dưới còn gì nữa. Cách để ăn chọn một quả dưa chuột tham thế, ăn nửa thôi cho đỡ nghẹn, làm sao mà bây giờ mà ăn quả cả quả dưa chuột mà nghẹn hết cả họng à, đúng không? Thế là nên quan hệ bao nhiêu lần một tuần là đủ? Mỗi người thì sẽ có một cái nhu cầu khác nhau. Có người thì sẽ cả tháng không quan hệ cũng không có vấn đề gì. Có người thì hai ngày là đã thấy khó chịu trong người rồi. Thì đấy, em phải tùy thuộc vào cái cơ địa của mình, hoặc là tùy thuộc vào bản thân mình muốn gì. Tuyệt đối không được nuông chiều theo cảm xúc của bản thân nhé. Miễn làm sao mà đừng quá, những cái gì quá thì không tốt. Nên là cứ bình thường thôi, một tuần thì khoảng một lần là đủ rồi. Anh đã có người yêu chưa? Anh chưa có người yêu nhá. Anh mới chia tay cách đây được vài tuần gì đấy. Nên là hiện tại bây giờ anh là một người cô đơn. Anh bao nhiêu tuổi? Nếu như mọi người lên Instagram của mình thì mọi người có thể thấy là mình để ngay ở trên cái phần phần giới thiệu bản thân, đó chính là mình sinh năm 1993. Ly Lê có hỏi Mr. Guy một câu, đó chính là: các bạn bot khi quan hệ có được khoái cảm không hay chỉ mình top được lợi? Thì Mr. Guy xin trả lời luôn, đó chính là có. Đa phần mọi người thì đều khá là thích. Hôm nào Mr. Guy sẽ dành riêng một chủ đề về khi quan hệ thì các bạn bot sẽ như thế nào. Và Mr. Guy thấy thì những cái bạn nào mà giả dụ như là gặp được những top mà có kinh nghiệm, hoặc là những bạn bot mà biết cách điều khiển cơ thể của mình thì sẽ không bị đau và sẽ rất là thích. Đấy là chia sẻ thật lòng. Vân Blue có hỏi Mr. Guy rằng là: không biết cái vấn đề công việc hiện tại của anh đã nói ở các clip chưa, tại em mới theo dõi anh gần đây thôi. Hãy chia sẻ tên tuổi và công việc hiện tại cho em biết nhé. Tại sao anh lại có suy nghĩ làm những vlog về đề tài giới tính, tình dục như bây giờ ạ? Cảm ơn anh. Thực ra là đến hiện tại bây giờ thì anh chưa sẵn sàng trả lời cho mọi người biết về cái công việc hiện tại của anh là gì. Vài bữa nữa khi anh sẵn sàng rồi thì anh sẽ chia sẻ cho mọi người là anh đang làm gì và công việc của anh như thế nào nhá. Tại sao anh lại có suy nghĩ làm những vlog về đề tài giới tính tình dục như bây giờ ạ? Thực ra là anh đã muốn làm từ lâu rồi, thế nhưng mà anh chưa có dũng khí, cũng như là anh chưa đến thời điểm là để làm hay sao ấy. Vì ngày trước anh không biết một cái gì hết và anh cứ luôn luôn bực tức về điều đấy. Anh chỉ ước một điều rằng là ước gì có ai có kinh nghiệm, những ai đã từng quan hệ rồi thì chia sẻ cho mình thì mình sẽ đỡ khổ hơn. Thế nên là anh nghĩ rằng là tại sao mình biết mà mình lại không chia sẻ cho mọi người, để mọi người không phải gặp tình cảnh như mình nữa. Thế cho nên là anh đã quyết định làm vlog như này để chia sẻ đến cho các em. Ngay từ vlog đầu tiên của anh đã muốn nói rằng là anh sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân anh cho tất cả mọi người, và nó không đại diện cho bất cứ một ai hết. Anh không nói rằng là cái kinh nghiệm của anh đúng hay sai, bởi vì là mỗi người sẽ có một kinh nghiệm khác nhau. Anh chỉ chia sẻ kinh nghiệm của anh, và đến lúc đấy thì mọi người sẽ cùng nhau bàn bạc xem là cái đấy đúng hay sai, cái đấy đúng hay sai, và cùng nhau sẽ không gặp phải tình cảnh như anh ngày trước. Đấy là tất cả những tâm tư nguyện vọng thực tế của anh, và đấy chính là lý do vì sao mà anh tạo ra kênh này. Can Nguyên có hỏi Mr. Guy là: trai thẳng bị bẻ thì họ có thẳng thiệt không, hay do chưa được khai sáng giới tính á anh? Câu hỏi nan giải quá luôn, đúng rồi, câu hỏi quá nan giải. Trai thẳng, nếu như là thẳng 100% thì sẽ không bao giờ bẻ được. Chỉ có trường hợp là vốn dĩ là cong, thế nhưng mà chưa biết mình cong, nên khi gặp được một người đàn ông nào đó thì mới biết là thì ra là mình cũng thích đàn ông đấy. Sang Hoàng có hỏi Mr. Guy là: bạn phát hiện bạn bị gay khi bao nhiêu tuổi? Phát hiện gay à? Không biết được. Thực ra là mình cũng không rõ là mình bắt đầu thích con trai từ khi nào, bởi vì là mình luôn luôn trong đầu mình cứ
mình bị áp đặt ấy. Mình cứ nghĩ rằng là mình không thích con trai đâu, mình không thích con trai đâu, mình thích con gái mà. Mình luôn luôn bị áp đặt cái suy nghĩ đấy từ bé. Lúc mà mình có thích bạn nam nào nữa, mình thì nghĩ rằng là chắc là mình quý bạn ấy thôi, mình chỉ là bạn bè thích nhau thôi, bạn bè quý nhau kiểu bạn bè anh em thôi, chứ còn không phải là mình thích bạn ấy thật. Mãi đến gần đây thì cách đây khoảng 2-3 năm gì đấy thì mình cũng mới bắt đầu là mới suy nghĩ thoáng hơn. Thì đến lúc đấy mình mới trổ bóng dần. Cho nên là mình cũng thực sự là không biết là mình bắt đầu thích con trai từ khi nào nữa. Bạn từng có cảm giác chút ít nào với nữ giới hay chưa? Có, đã từng thích rất nhiều bạn nữ. Nhưng mà mình không biết đấy được là kiểu thích kiểu chị em hay là như thế nào. Thế nhưng mà mình vẫn nghĩ rằng là mình có thích các bạn ấy. Một số bạn thì là Cha Ze Phạm có hỏi Mr. Guy là tip người của Mr. Guy thích là gì? Thực ra là Mr. Guy không có một cái tiêu chuẩn nào là mình sẽ phải thích người thế nọ, người thích người thế kia. Thế nhưng mà Mr. Guy luôn luôn muốn rằng là sẽ có người lớn tuổi hơn, sẽ được yêu những người lớn tuổi hơn. Thế nhưng mà số rất là không biết là như nào, thế nhưng mà toàn dính phải phi công thôi. Toàn là từ dưới tuổi Mr. Guy trở xuống. 4 người yêu cũ của Mr. Guy thì đều là dưới tuổi Mr. Guy hết. Đều là kiểu trẻ con ấy. Số mình rất là phi công trẻ đấy, máy bay bà già, toàn dính phi công trẻ thôi. Còn thực ra là mình thích người lớn tuổi hơn, và ít ra phải cao hơn Mr. Guy, có khiếu hài hước, thông minh, với một điều nữa là có công việc ổn định. Thực ra ấy, khi mà các bạn, không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà gặp nhau ngoài đời ấy, bạn thích là bạn thích thôi. Không có lý do là người này là gu của mình, người này không phải gu của mình. Không, có thể trong đầu các bạn nghĩ rằng là cái gu của mình nó sẽ như thế, thế nhưng mà các bạn gặp rồi ấy, các bạn gặp người đấy á, thì nó chả có một cái gì gọi là cái gu cả. Thích là thích à. Ok, một câu hỏi tiếp theo của Trương Buôn Vai Lon. Mọi người ơi, tại sao top lại không thích bóng lộ hả anh? Một câu hỏi khá là khó, anh cũng không biết trả lời thế nhưng như thế nào. Thế nhưng mà em ạ, em hãy cứ lộ đi, em muốn như thế nào thì em làm thế đấy. Em có biết trên đời này có bao nhiêu đàn ông không? 3 tỷ 500 triệu đàn ông. Em không thể chiều hết tất cả mọi người rằng là anh này muốn thế nọ, anh kia muốn thế kia thì mình sẽ phải như thế đấy. Không bao giờ, đừng. Em đã nghe câu chuyện mà đẽo cày giữa đường chưa? Cứ có một người thì mang cái cày đi thì người bảo thế nọ, người đẽo thế kia, cuối cùng cái cày lại chẳng thành cái cày nữa. Thế cho nên là hãy cứ là em. Nếu như một người nào đó yêu em, thích em có lộ nấy lộ nữa thì người đó vẫn thích em thôi. Hãy cứ là bản thân mình. Nhớ, đừng bao giờ thay đổi bản thân mình vì ai hết. Cùng nhau thay đổi cho nó tích cực lên thì hãy làm điều đấy. Uyên PNK90 thì có hỏi Mr. Guy là chia sẻ kinh nghiệm vượt qua thất tình. Ngày trước thì khá là đau khổ trong chuyện tình yêu, là lúc nào cũng ôi thật là buồn quá. Nếu như không có anh thì cuộc đời em sẽ đi xuống dốc, cuộc đời em sẽ chết luôn lập tức, của em sẽ khóc mấy ngày mấy đêm. Thế nhưng mà không, bây giờ thì khác rồi. Bây giờ mình lớn rồi, mình cũng sẽ thoải mái hơn. Mình nghĩ rằng là nếu như mà duyên hết thì tình cũng hết, cho nên là mình cũng không quan tâm đến chuyện đấy nữa lắm. Cố gắng quên được sớm ngày nào thì mình đỡ mệt ngày đấy. Và mình hy vọng rằng mọi người cũng thế, hy vọng rằng mọi người đừng giữ nó quá lâu trong người vì nó sẽ không tốt một chút nào hết. Một câu hỏi tiếp theo của Edward Salem. Lúc bị đâm anh có lên không? Có lên, có nghĩa là lúc nào mà đau quá thì sẽ không lên, thế nhưng mà lúc nào mà bắt đầu mà anh thích rồi thì sẽ lên. Đấy, không biết em như thế nào. Borajik có hỏi Mr. Guy là một tuần Mr. Guy sẽ làm chuyện ấy ấy bao nhiêu lần vậy ạ? Tùy từng hôm. Vì có tuần thì không làm gì hết, có tuần thì rất là nhiều. Cho nên là tùy thuộc vào lúc là cơ thể mình có khỏe hay không, và lúc đấy là mình có vui hay không nữa. Mỗi người sẽ có một cơ địa khác nhau, nên là Mr. Guy cũng vậy. Mr. Guy cũng sẽ không tùy từng hôm, tùy từng tuần. Mọi người ơi, vậy là chủ đề ngày hôm nay mà Mr. Guy đã trả lời hết tất cả những câu hỏi mà các bạn đặt ra cho Mr. Guy trên Instagram cũng như là trên YouTube. Hy vọng rằng những cái câu trả lời của Mr. Guy đã đáp ứng được một phần những điều mà các bạn thắc mắc về Mr. Guy thời gian vừa qua. Nếu các bạn có yêu thương Mr. Guy thì hãy tiếp tục thích, chia sẻ và đăng ký kênh của Mr. Guy nhiều nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip tiếp theo. Yeah.